lại thêm đoạn clip cô giáo dùng lời lẽ thô bạo khiến nữ sinh sợ ngất xỉu gây xôn xao. Này, đừng có thấy người đấy mà bắt đầu nhá. Như mạng xã hội và báo chí đã thông tin gần đây, vụ việc cô giáo chủ nhiệm dạy môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội đã khiến dân tình vô cùng bức xúc khi người giáo viên này dùng những lời lẽ thô bạo làm nữ sinh phải quỳ khóc đến độ ngất xỉu trước cửa lớp. Mới đây hơn, một đoạn clip khác quay lại cảnh cô giáo tiếp tục tra tấn tinh thần khiến nữ sinh sợ đến nỗi tụt canxi huyết ngay trên ghế, làm ai cũng bức xúc mà tự đặt ra một câu hỏi rằng lương tâm của người cô ở đâu và đạo đức làm nghề của cô đang nằm ở chỗ nào. Là cô đang vô cho các cô mà cô chứ phải xin lỗi cô nhá. Kiểm tra sức khỏe nó chị, nếu không nó mà không đi là chúng ăn. Này, đừng có thấy người đến rồi bắt đầu nhá. Tôi đứng ở trong cái trường này còn 20 năm rồi, cho nên là cô cũng đừng có làm trò gì nữa. Còn nếu cô xin lỗi tôi ý, thì cô hãy chân thành, đừng có dở cái trò đấy. Được biết nữ sinh là NTKC, sau khi được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật nhưng không đúng như cô chủ nhiệm mong muốn, nên cô đã bắt em C ra đứng ở cửa lớp quỳ khóc đến nỗi ngất xỉu. Theo ông NH, bố của học sinh C cho biết, cô giáo chủ nhiệm dùng những lời lẽ, những ngôn từ thô bạo dọa sẽ hạ hạnh kiểm để con không được đi thi. Cô còn dọa đuổi chuyển con sang lớp khác. Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ cô giáo NTT để điều tra làm rõ thêm.